chính của tất cả vị khách thương yêu Ngọc Lan, thương yêu Hà Mạnh Đà đến đây, cũng như cô bác thương yêu cái chương trình mẹ đến đây, thì cảm ơn hai nhà tài trợ là cô Mạnh Hà, là Sâm Quang Nhã và công ty Quốc Việt đã gửi những cái phần quà tới cho các bà mẹ lớn tuổi nhất, và riêng mẹ của Hà Mạnh Đà là nhận được phần quà lớn nhất mà hai nhà tài trợ đã gửi đến. Thì xin quý vị rất là thông cảm dùm vì chương trình chúng ta ca sĩ quá nhiều, do đó chương trình rất là hay. Mời quý vị ráng ngồi lại một tiết mục nữa là đi vào phần chính của chương trình hôm nay.